Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng dòng máy Daikin 3-in-1. Máy có 3 chức năng là hút ẩm, lọc không khí và bù ẩm. Dòng máy 3-in-1 của Daikin, trước mắt các bạn đây đang là máy 3-in-1. Đây là bảng điều khiển của bên trong của máy. Ở bên ngoài chúng ta thấy đây là nút tắt bật. Khi máy được bật lên thì vẩy gió sẽ vẩy lên tự động. Nút thứ hai, nút chọn chế độ. Khi chúng ta ấn ở đây sẽ có bảng điều khiển bên trong, rất nhiều chế độ cho chúng ta chọn. Ở dòng máy này thì các bạn nhìn thấy có 3 chế độ đây. Thứ nhất là lọc không khí, khử mùi, diệt khuẩn. Chế độ thứ hai đây là lọc không khí, bù ẩm. Và chế độ cuối cùng đây chính là chế độ hút ẩm. Đấy, khi hút ẩm thì chúng ta vẫn lọc được không khí luôn. Đấy, chế độ hút ẩm thì chúng ta sẽ sử dụng vào mùa nồm để cho giúp gia đình chúng ta không bị độ không khí cao, để tránh hư hại đồ điện tử và gây nấm mốc. Và cái tác dụng thứ hai là lọc không khí để diệt khuẩn, khử mùi, chúng ta để sử dụng quanh năm. Thứ ba là không khí bù ẩm, tạo ẩm ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng trong mùa hanh khô hoặc là trong phòng điều hòa, độ không khí thấp. Đây là chọn tốc độ quạt gió, chúng ta chọn tốc độ quạt gió. Đây là chế độ tự động, đây là các chức năng lọc không khí, các chế độ lọc không khí. Đây về chúng ta, đây là chức năng là hẹn giờ. Đấy, bây giờ chúng ta để cái chế độ hút ẩm đi, lọc không khí đi. Đấy, nó xuống. Thì khi để chế độ lọc không khí, các bạn có thể nhìn thấy hai bên đây chính là đèn báo độ ô nhiễm không khí thông qua hệ thống cảm biến ô nhiễm. Đấy, khi mà không khí ô nhiễm như là có bụi này, khói thuốc hay bất kỳ một cái mùi ô nhiễm nào thì đèn này sẽ chuyển sang màu vàng và dần chuyển màu đỏ. Khi không khí được lọc sạch thì đèn sẽ chuyển thành màu xanh. Còn đây là dãy báo độ ẩm không khí đây. Đấy. Ở dòng máy này thì sẽ có một hệ thống stream là streamer này, nó sẽ giúp nó khử khuẩn rất là tốt đấy. Các bạn nhìn thấy đây là khay nước. Khi các bạn rút khay nước ra thì máy sẽ báo lỗi và tắt. Ở cái khay nước này thì nó sẽ có rất nhiều chức năng. Đấy. Trong cái nước này nó có rất nhiều chức năng, các bạn thấy đây. Nó cái nước này nó vừa giúp là đựng nước khi chúng ta hút ẩm và vừa giúp là đựng nước để bù ẩm không khí. Đấy, khi chúng ta cho vào thì máy sẽ tiếp tục hoạt động. Ở các cái gia đình, ở các gia đình mà không gian nó hẹp thì cái máy này rất là hữu ích. Thay vì chúng ta phải sử dụng một cái máy lọc không khí, một cái máy hút ẩm, đấy, thì chúng ta chỉ cần dùng một cái máy 3-in-1 giúp chúng ta lọc không khí, tạo ẩm và hút ẩm luôn, của Daikin. Đây mới. Dòng máy này thì lọc bằng điện, lọc bằng màng điện và có cả màng giấy, giúp lọc tối ưu. Lọc màng điện chính là một cái lợi thế của dòng máy Daikin. Để biết thêm chi tiết hoặc là xem máy cụ thể thì các bạn có thể đến số 15 ngõ 81 Lạc Long Quân, hoặc các bạn gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0966 937 999, 0981 675 999. Cảm ơn các bạn.